chụp và gạt ngón trỏ. Đúng. Pop. Pop. Đúng rồi. Pop. Đúng rồi. Pop. Đúng. Chú giữ cái cùi chỏ lại, chú chụp và cột chỗ. Đúng. Đúng. Vào. Chụp. Thả. Chụp. Nhanh. Đó, như chú thấy không? Nó vừa nhanh mà nó vừa thầy. Pop. Đúng. Và phần nữa chú dùng cái ngón chỏ này, chú gặp cái ngón chỏ xuống. Pop. Đúng rồi. Pop. Đúng. Rồi chụp và gặp ngón chỏ. Đúng. Pop. Pop. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a dick. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với channel của Tý Long Club. Lại là tôi, là Tý Long, huấn luyện viên kiện tướng quốc gia. Và hôm nay tôi xin giới thiệu. Tên tôi là Nguyễn Hữu Mậu, năm nay 65 tuổi. Hiện nay tôi đang sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức. Tôi đang sinh hoạt trong một câu lạc bộ bóng bàn chủ nhật Berlin. Tôi có một đam mê là bóng bàn. Tôi đã vượt qua một nửa vòng trái đất về đây để gặp thầy Tý Long. Hy vọng sau đợt tuần này sẽ mang lại nhiều điều bổ ích. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Dạ, xin chân thành cảm ơn chú đã từ nước Đức xa xôi đến Tý Long Club tập luyện với con. Và xin mời các bác, các cô chú, các anh chị cùng nhau xem buổi tập luyện của chúng tôi hôm nay như thế nào nhé. Dạ, bây giờ chú thử thực hiện kỹ thuật gò bóng trái tay. Dạ. Là con thấy một số thao tác là khi gò chú bước vào, khi chú tiếp xúc là chú bị xoay cái cổ tay như vậy, thì lúc đó là mình sẽ đẩy bóng, mình không có tạo xoáy nhiều. Cái bóng nó ít xoáy. Bây giờ chú thả lỏng, thả tay vào chụp. Chú giữ cái cùi chỏ lại, chú chụp và cổ tay nè. Khi vào nè, mình ngửa vào, mình tiếp xúc ở phần dưới bóng luôn. Mình ráng tạo cái ma sát. Vào, chụp. Thả, chụp. Rồi bây giờ chú bỏ vợt xuống, chú cầm bóng, thả chụp. Thả chụp. Không, chụp thao tác từ đằng sau tới. Chú tưởng tượng như chú đang chặt cây. Cái thao tác nó giống chặt cây. Chụp, lỏng cổ tay ban đầu vào. Chụp, đúng. Chụp, đúng, cố định cái cùi chỏ, đúng. Rồi, chuẩn bị, thả, chụp. Thả, chụp. Thả, chụp. Thoải mái. Chụp, chụp nhanh. Chụp nhanh. Nhanh. Đừng mạnh. Nhanh. Đó, như chú thấy không? Nó vừa nhanh mà nó vừa xoáy. Đó, thả, chụp. Đó. Quả rất tốt. Thả lỏng. Và phần nữa chú chuyển trọng tâm nữa. Tất cả phải đều chuyển trọng tâm. Khi bóng tới là mình lùi về chân trái. Khi quyết định là mình gò là mình chuyển chân, là mình về chân phải. Lùi, chụp. Lùi, chụp. Chuyển vào mới chụp. Đúng. Sớm. Lùi theo quả bóng, đừng lùi trước nó. Đúng rồi, lùi theo quả bóng. Thoải mái cổ tay. Cầm lỏng ban đầu vào, chụp ma sát. Chụp ma sát. Không, chụp nhanh chứ không phải mạnh. Có nghĩa là vẫn lỏng. Trạng thái cơ thể vẫn lỏng. Tại kỹ thuật gò nó thuộc về kỹ thuật phòng thủ, nên mình không cần dùng sức nhiều. Và phần nữa chú phải chờ được cái thời điểm. Cái thời điểm chú phải ổn định. Một là chờ lên cao nhất, hai là chờ rớt xuống. Còn nhiều trái á, thỉnh thoảng là vừa nảy lên chú làm liền. Đúng rồi. Có nghĩa là lúc tiếp xúc mình tăng nhanh chứ mình không có đánh sớm. Cứ từ từ. Từ từ mới gia tốc chú. Từ từ gia tốc, đúng rồi. Chứ mình không chủ động, mình đẩy nó lên quá nhanh. Chạm. Pop, đúng rồi. Pop, đúng. Và phần nữa chú dùng cái ngón chỏ này, chú gặt cái ngón chỏ xuống.
Pháp, đúng rồi. Pháp, đúng. Pháp, đúng. Rồi bây giờ chú thử thực hiện kỹ thuật gò thuận tay. Tương tự, chú phải thả chụp, chú làm lại chút xíu. Không, chụp theo thao tác chặt chứ đừng chụp từ trên xuống. Và giữ cùi chỏ lại giống như mình đang chặt cây. Chụp đúng, 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 đúng. Chờ, thả, chụp đúng. Đúng rồi. Đúng, rất tốt chú. Bóp, đó, tốt. Bóp. Và phần còn lại chú dùng cái ngón chỏ. Đẩy ngón chỏ xuống. Gặt ngón chỏ xuống. Thư giãn. Bóp. Bóp. Đúng. Tì được cái người xuống. Gặt ngón chỏ. Thả lỏng. Bóp. Đúng rồi. Bóp. Chụp vợt. Gặt ngón chỏ. Đúng. Bóp. Bóp. Đúng rồi. Và nếu các bác, cô chú, các anh chị thấy video hay và hữu ích thì đừng quên cho chúng tôi một like, bấm share cho mọi người cùng xem, bấm subscribe để ủng hộ kênh của chúng tôi ngày càng phát triển hơn. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn, xin hẹn gặp lại các bạn những video hướng dẫn tiếp theo.